Come on.
Why? Kiếm nó lại anh bóp tao béo tài này anh đi đi ra đàn. Thank you.
tháng thì mình ăn một tôm hùm lớn á. Không là đúng. Chú anh đang lục này, chú biết cái trại hiểu mà. Đấy, chú anh đang, chú anh đang. Đấy, mưa là hả tao? Hả? Mưa tại nát cho hả nhu? Cục dạ ấy. Hử? Hả? Mình hết xìa. Lo hả nhả lơ. Nó mình ra bố rèn đi. Nó bố ra bố rèn đi. Đi lo. Tài. Yeah,
nó nhà lai nó. Warm, huh?
Thank you.
Có anh chiếc xe nó nè bác nè.
Thank you.
I'm not going to eat.
Cái này tới nó mới mình là con ốc hả? Ừ.
Thank you.
Em ở kia về là đến đây là nó đánh úp từ phía sau thì không biết, ê, không biết nó ở đâu thì bây giờ đi về lán đi, bọn anh sẽ ở đây dựng để chờ bắt nó. Về bây giờ về thì mấy anh em cứ làm việc như bình thường, còn anh sẽ tìm chỗ để anh bắt nó nhé. Thank you.
Con đi vào nhà đi nghe đi giữ ông ta lấy chiếc khóa tha đi phá nhà người ta đấy hả không nói gì à quỳ xuống quỳ xuống buộc vào chân đi, buộc vào chân. Đưa, đưa đi xuống dưới chỗ hiện trường. Đi. Nó đánh người như thế nào? Đó. Phải đi. Hả? Lì à?
Thích ly à? Hả? Này! Cái kia là gì? Không là ông đánh ông này đúng không? Không, không được đánh. Có được đánh không? Không, không được đánh. Hả? Biết sợ chưa? Thế lúc nãy đi làm gì đấy? Hả? Em xem có phải ông này đánh không? Không. Này không phải. Không phải ông này à? Không. Thế lúc nãy ông phá cái gì? Cướp nhà à? Hả? Cướp nhà à? Khai không? Rồi, đưa về đồ xử lý. Anh nhá. Anh cho tiền mấy đứa trẻ con mua kẹo nhá. Anh cho tiền mua kẹo này. Này, cho tiền mua thuốc nhá. Cầm đi. Xin chú ơi. Nhá. Này, cho tiền mua thuốc mua kẹo cho anh ăn nhá. Ngoan nha. Anh đi về đây. Cảm ơn nhé. Thank you.
Yeah.